Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Little Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ở trong phần đầu thì anh Nguyễn Trường đã nhắc đến cái chuyện là sắp tới đây khi mà California mở cửa thì ngoài rồi thêm chuyện chích ngừa thì chuyện chợ đêm thì tất cả sẽ người ta đi du lịch đồ, nói chung là hoạt động sẽ rất là sôm tụ. Tuy nhiên có hai em bé cũng rất là muốn đi du lịch cho nên đã lấy cắp xe của mẹ. Chị gái đó thì 9 tuổi đánh cắp xe của bố mẹ để chở đứa em trai 4 tuổi từ Utah để đi bến biển ở California để đi vacation. 9 tuổi. 9 tuổi lấy xe của bố mẹ để chở đứa em 4 tuổi đi. Nhưng mà đã bị đụng vào một chiếc xe mà chiếc xe đang làm xây dựng ở trên đường á. Tông vào chiếc xe đó. Rất là may mắn là không ai bị vấn đề gì hết. Chỉ có cái người mà tài xế của lái cái chiếc xe truck mà đang đậu ở trên đường để mà sửa đường á, thì ông cũng bị đau tại vì cái tông đó cũng rất là mạnh. Ba mẹ của em không hề biết chuyện gì hết cho đến khi á, mà hai đứa bé này lấy cắp chiếc xe để mà đi chơi thì lâu trong lúc bố mẹ đang ngủ. Bố mẹ bị đánh thức dậy bởi vì cảnh sát gọi nói rằng là hai ông bà có biết rằng con ông bà đã lấy xe đi hay không. Bây giờ bố mẹ đi lên để mà rinh hai đứa bé đi về. Đó, thì có cái điều cũng may mắn á, là hai đứa bé này, hai đứa bé gái, xin lỗi, chứ không phải là đứa bé trai, nó lộn vào một cái tin khác là đứa bé trai. Hai chị em này đó ngồi trên xe xích beo đàng hoàng. Cho nên là cái đó cũng là một cái điều may mắn để mà hai em không có bị thương tích gì trầm trọng hết. Ngọc Lan đang nói về những đứa bé. Thôi quý vị, cái cô bé này là cô bé chắc là phải gọi là cô bé dũng cảm. Chuyện xảy ra ở tại Bradbury, California. Bradbury là cái vùng mà nó gần núi, ở gần cái freeway 210 với là 605 đó. Ở ngay phía, nó gần như là... Quý vị, Bradbury, cái vùng đó gần núi lắm. Thì cái chuyện này xảy ra, đặc biệt đó là người ta nói, bây giờ người ta không nhắc tới là nguy hiểm nữa mà người ta nói cô bé này dũng cảm. Một con gấu mẹ và một đàn gấu con trèo qua một cái tường của một căn nhà và bước vào trong sân nhà. Thì thưa với quý vị, lúc bây giờ có mấy con chó ở cái nhà này đó, nó nghe thấy tiếng con gấu vào nó đánh hơi được, nó chạy ra nó sủa inh ỏi hết. Thế là các quý vị thấy nè, nó sủa inh ỏi hết nha. Thì lúc bây giờ cô này đang ở trong nhà, cô chạy ra thì thấy là con gấu to khổng lồ này nè, nó đang là trèo qua bức tường và nó đang là tấn công vào những con chó cưng của cổ. Cô chạy ra, cô dùng sức mình đó đẩy con gấu kia mất thăng bằng và ngã về bức tường phía sau. Ngày hôm qua thì cô được phỏng vấn nhiều lắm, cô nói rằng là chỉ bị chạy tay một tí thôi. Nhưng mà cô nói là không ngờ là cô gan như vậy nữa. Dám ra đẩy con gấu. Cô bé tên là Hailey Monicio, 17 tuổi. Bây giờ người ta cứ lan truyền cái bức video này ở trên mạng, cái khung hình ảnh này nào đó. Trời ơi, gan vậy. Gặp con gấu to như vậy, tôi đã gọi là té xanh mặt rồi chứ không còn dám chạy ra nữa. Cô nói rằng là cô phải làm cách nào để cứu những con thú cưng của cô mới được. Dạ, cái chuyện này xảy ra là vào trưa ngày thứ hai, mới hôm thứ hai vừa rồi thôi. Thì qua sáng ngày thứ ba đó, là lúc Ngọc Lan đang ở Las Vegas là đã thấy cái video này hiện lên rồi. Thì khi mà phỏng vấn á, thì cô nói rằng lúc đó cô không có nghĩ được cái gì hết, nghe chó sủa thì chỉ tưởng đâu là cái chuyện gì. Khi mà chạy ra thì cô mới bằng mọi cách là phải cứu những con chó của mình. Mẹ của cô bé này á, khi mà trả lời phỏng vấn của các đài truyền hình cũng nói rằng là cô là một đứa bé rất là yêu những con chó,
cô coi nó như là chị em của mình đó. Cho nên là cô không thể nào mà hình dung được con gấu đó nó đang tấn công những chị em của mình. Thì đó là một cái sức mạnh để mà cô đến, nhào đến không đắn đo gì hết, xô con gấu xuống. Nhưng mà sau đó mình thấy nó trồi lên lại thì cô đã lùa được những con chó khác chạy vô. Tuy nhiên cô nói rằng là khi mà ngẫm nghĩ trở lại đó, cô nghĩ là đừng có ai bắt chước giống như vậy, tại nó nguy hiểm quá. Tại vì đó, thưa quý vị, theo những cái nhà mà coi về thú vật đó thì họ nói con gấu này đáng lý ra nó không hung dữ đâu, nhưng mà nó cũng tự bảo vệ nó và đàn con của nó. Thì lúc bây giờ khi cô chạy ra thì đàn con của gấu con đó nó chạy về hướng khác rồi, nó ra khỏi cái bờ tường rồi, chỉ còn có con gấu mẹ thôi. Thì nếu mà nó thấy là nguy hiểm tới nó đó thì nó có thể tấn công người. Và với cái sức con gấu mà 400-500 pounds, thưa quý vị, dĩ nhiên là nó có thể làm nguy hiểm đến cái cô này. Nhưng mà cái cô này lúc bây giờ thì cô nói rằng là trời ơi, mấy con chó con cưng của tôi mà bây giờ nó bị cái như thế nào nữa, chắc là đau khổ lắm. Thế là cô ra cô xô một cái, cô nói rằng là chỉ muốn cho con gấu này nó té ra đằng sau mất thăng bằng, tại vì nó đang trên cái bờ tường mà cô đã làm được thiệt. Cô xô một cái con gấu ngã qua bên kia liền. Ngã nhưng mà nó lúc nó trèo lên, và cũng may là cái chỉ có một cái ngón tay chắc là bị trật gì thôi. Đúng. Và cái chuyện này cũng là cô bé này quá là dũng cảm. 17 luôn. Tuổi. 17 bẻ gãy sừng trâu. À bây giờ cái câu này nó mới thấy đúng nè quý vị ơi. Rồi bây giờ mình qua một cái tin khác cũng hình như là cũng có liên quan tới 10 tuổi thôi à. Chuyện xảy ra ở tại Florida. Cũng hai đứa bé tuổi teenager, một cô gái 14 tuổi và một cậu bé 12 tuổi đã trốn ra khỏi một cái trường nuôi dạy trẻ đặc biệt. Tức là những cái em này đều có vấn đề về gia đình hoặc là gì đó. Thì em gửi vào đây thì hai em này trốn ra và đã đột nhập vào một căn nhà không có người chủ ở, và đó, không có chủ nhân ở trong đó. Rồi đánh cắp những khẩu súng trong đó. Rồi xong rồi khi mà hàng xóm báo cho cảnh sát biết rằng nghe tiếng đập cửa ở bên căn nhà đó, thì cảnh sát đến gọi điện cho chủ nhà. Chủ nhà nói là tôi không có ở nhà. Và chủ nhà cũng báo rằng là họ có một số vũ khí ở trong nhà. Thì quả nhiên là hai đứa bé này nó đã bắt đầu lấy những khẩu súng đó. Và sau khi thời gian mà cảnh sát thuyết phục các em để đi ra, thì cô gái bắt đầu nã đạn. Và người ta đã đếm được cái băng đạn mà khi mà cảnh sát đã đi vào. Cái lúc mà cái cô bé này tiến ra ngoài sau khi mà xả đạn một loạt rồi đó, và bị cảnh sát bắn bị thương đó, thì cảnh sát vào kiểm tra cái băng đạn đó là 72 viên đạn đã sạch trơn. Wow. Rồi đến cái khi mà cái cậu bé 12 tuổi cầm một cái cây AK bước ra đó, thì rất là may rằng cậu bé không nổ súng mà giơ tay đầu hàng, thì cậu bé đó không bị thương. Riêng cái cô bé 14 tuổi này thì bị thương khá là nặng nề. Cảnh sát nói là đến cái giờ phút đó thì bởi vì không có đoán được cái tình huống nguy hiểm, bởi vì cô bé này đã xả đạn liên tục như vậy, cho nên khi mà cầm súng bước ra thì cảnh sát bắt buộc phải nổ súng. Hai đứa bé này nó hành động giống như là trong một cái, như cậu bé 12 khai với cảnh sát á, là nó coi một cái game bạo lực, và nó cũng đã set up cái chuyện rằng là nó sẽ hành động giống như ở trong cái game đó vậy đó, một cái game mà bắn súng rồi đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, cô bé 14 tuổi và cậu con trai là 12 tuổi, hai người này trốn ra khỏi cái nơi mà chăm sóc đặc biệt cho những trẻ em có vấn đề đó. Thì khi mà tới căn nhà trống này đó, thì cảnh sát đã gọi cho chủ nhà nói rằng là tôi không có ở nhà, nhưng mà có một cây súng lục, một cây súng trường và một cây AK-47 ở trong nhà, có nhiều đạn lắm. Rồi cảnh sát kể lại bây giờ thì đây là cái video mà cho thấy rằng là đã được cảnh sát quay lại lúc mà đeo cái máy camera ở trên người đó. Thì thấy rõ ràng là cái cô gái này cầm súng bước ra và hăm dọa là bắn những người cảnh sát. Rồi sau đó cảnh sát ra lệnh cho cô bỏ súng xuống, nhưng mà cô lại quay vào trong nhà. Ít phút sau cô lại quay ngược trở ra và cô bắt đầu nã đạn. Thì coi như là một cuộc đấu súng giữa hai bên. Một bên là cảnh sát thì không có cái gì để mà bảo vệ mình hết, chỉ trừ ra những cái cây ở chung quanh nhà thôi. Cảnh sát phải đứng núp vào đằng sau lưng mấy cái cây đó để mà bị tránh đạn. Cuối cùng thì cô này cũng bị bắn, bị thương rất là nặng và đang được chăm sóc tại một nhà thương ở gần đó. Còn cậu bé 12 tuổi này, sau khi mà bắn tới bắn lui đó, mà cậu bé này cũng không tham gia bắn nhau, cậu bé chỉ cầm súng thôi, nhưng mà ra thì đầu hàng với cảnh sát. Quận hạt có tên là Volusia ở tại Florida, thưa quý vị. Thì bây giờ mình thấy đó,
càng ngày cái vấn đề về súng đạn nó càng ngày nó có càng nhiều những cái, quý vị thấy cái hình ảnh nè, từ đầu năm tới nay là 243 vụ về súng đạn nè, 275 người đã bị thiệt mạng nè, và hơn 1.001 người đã bị thương trong những cái vụ xả súng về súng đạn. Thì dĩ nhiên là mỗi lần mà có cái chuyện này đó thì các ông bà ở bên quốc hội đó lại bàn thảo về vấn đề kiểm soát súng, rồi kiểm soát súng như thế nào, làm cách nào để mà nó chặn lại những cái vụ mà súng ống như thế này nữa. Thì cái vấn đề này là vấn đề tranh cãi, nó cứ hết từ năm này qua tới năm khác, từ hết tổng thống này qua tới đời tổng thống khác. Thì đó là cái chuyện về súng ống ở tại Mỹ. Cái cô bé 14 tuổi này á, trước khi mà bắt đầu nã súng 35 phút để mà bắn tán loạn hay vậy, thì cô đã cũng cầm cái cây gậy bóng chày đập phá đồ đạc ở trong ngôi nhà đó nữa. Mà trước đó đó thì cái người ta coi là cái thành tích của cô này á, trời ơi, cô cũng đi ăn cắp chó, rồi cô cũng đốt, giống như người ta nhốt cô vào cái nhà khác rồi cô chất đồ lên cô đốt cái nhà đó, đủ thứ chuyện hết. Tại đã nói là một những đứa trẻ ở trong cái trường nuôi dạy trẻ đặc biệt là như vậy. Xin mời quý vị cùng trở lại Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.